Chiêu chụp ảnh từ trên xuống, mắt mở to long lanh đã cũ mềm rồi. Giờ đây muốn có gương mặt thon gọn trong bức hình, chỉ nên hướng 3/4 gương mặt về ống kính. Góc chụp nghiêng tạo cảm giác mặt nhọn, thon hơn, tạo nên đường gấp rõ rệt ở cằm. Áp dụng công thức này, nhiều cô nàng vốn khá bầu bĩnh trông cũng sở hữu gương mặt V-line đúng chuẩn. Góc nghiêng còn tạo cảm giác tự nhiên hơn nhìn thẳng, bạn có thể biểu cảm đa dạng như mỉm cười hay nhìn xa xăm. Xu hướng selfie với một bàn tay đặt nhẹ gần miệng hot đến nỗi có thể tạo ra một trào lưu chụp ảnh có tên là finger mounting, hầu như show Hollywood nào cũng áp dụng. Bàn tay đặt nhẹ lên miệng trông vừa e ấp quyến rũ lại vừa giúp bạn che bớt một phần má, tạo cảm giác thêm thon gọn. Bàn tay vốn thừa thải không biết đặt ở đâu cho tiện, có thể thoải mái tựa lên cằm hoặc cho một ngón tay vào miệng cắn nhẹ để tăng thêm phần sexy. Mái tóc là trợ thủ đắc lực giúp gương mặt bầu bĩnh của bạn được che bớt. Buông xõa mái tóc để lộ một phần gương mặt còn giúp bức ảnh trông tự nhiên và nghệ thuật hơn. Một bên xương hàm bị che khuất nên lộ rõ nét góc cạnh. Áp dụng với công thức nghiêng 1/3 mặt và cho tay lên miệng thì bức ảnh của bạn lại càng ảo diệu.